Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Bố mẹ Jin Tuấn Kiệt phản ứng khi con trai cầu hôn Buka, con dâu gọi nhầm tên mẹ chồng tương lai. Tối ngày 6 tháng 9, Jin Tuấn Kiệt khiến mạng xã hội bùng nổ khi đăng tải tấm ảnh thân mật cùng diễn viên Buka với biểu cảm rạng rỡ. Nhân dịp sinh nhật, nam ca sĩ chính thức công khai mối quan hệ tình cảm cùng bạn gái tin đồn sau thời gian dài kín tiếng. Về phía Buka, cô xác nhận đã chính thức nhận lời cầu hôn của Jin Tuấn Kiệt và khoe nhẫn trên ngón tay áp út. Sau khi công bố sắp về chung nhà, phản ứng của hai bên gia đình cũng khiến dân mạng vô cùng quan tâm. Được biết ở tiệc sinh nhật của mình vào năm ngoái, Jin Tuấn Kiệt từng cầu hôn Buka trước mặt bố mẹ và phản ứng của phụ huynh khiến ai nấy đều bất ngờ. Theo đó, tại bữa tiệc, Jin Tuấn Kiệt và Buka bất ngờ bị đưa vào tình huống nhạy cảm, phải cầu hôn đối phương khi tham gia trò chơi cùng fan. Bức ảnh Buka cầm tờ giấy với dòng chữ cầu hôn đứng cạnh là biểu cảm thích thú của Jin Tuấn Kiệt khiến netizen đứng ngồi không yên. Bố mẹ của nam ca sĩ cũng chứng kiến và vui vẻ với tình huống này. Về phía nhà gái, Buka từng tiết lộ bố mẹ rất nôn nóng, mong muốn con gái yên bề gia thất, song gia đình vẫn ủng hộ mọi quyết định của cô. Ba mẹ lúc nào cũng sợ tôi lo đi làm rồi quên ăn, uống, không đủ sức khỏe. Nên bây giờ không chỉ lúc thấy tôi ốm ba mẹ mới lo mà lúc nào cũng lo hết. Có nhiều khi ốm quá, gọi điện thoại cho ba, tôi phải để máy ở dưới quay lên cho thấy mặt mình trọn trẻ. Lo thì lo, nhưng ba mẹ chưa bao giờ phàn nàn hay ý kiến gì với công việc tôi đang làm cả. Đến giờ thì ba mẹ tôi đã không còn kiên nhẫn để hỏi chuyện đám cưới, Buka chia sẻ trong một bài phỏng vấn hồi đầu năm ngoái. Về mối quan hệ với gia đình bạn trai, Buka từng bị soi ra chi tiết thân thiết với mẹ chồng tương lai. Theo đó, trong một đoạn clip, Buka gọi nhầm tên mẹ Lê Dương Bảo Lâm thành mẹ của Jin Tuấn Kiệt. Cụ thể, Lê Dương Bảo Lâm mang cơm mẹ nấu mời đồng nghiệp. Khi ăn đến món canh, nam danh hài cho biết đây là món mẹ mình nấu. Buka liền nói, cảm ơn mẹ Hương. Ngay lập tức, Lê Dương Bảo Lâm hỏi lại, mẹ anh tên Phượng, mẹ Hương là mẹ nào? Người hâm mộ phát hiện ra, Buka đã nói nhầm thành tên mẹ của Jin Tuấn Kiệt. Theo nhiều nguồn tin, Jin Tuấn Kiệt và Buka đang lên kế hoạch tổ chức hôn lễ trong năm 2023. Đây là đám cưới được mong chờ nhất của showbiz Việt ở thời điểm hiện tại.